vợ sắp cưới của Quan Lê sở hữu đường cong Thanh Đức Ngọc Trinh để lộ bí mật cơ ngơi khủng tại Mỹ. Chẳng những xinh đẹp, sao nữ được xem là vợ sắp cưới của Quan Lê còn được nhiều người yêu mến nhờ thực lực tài năng ca hát. Quan Lê thời gian qua liên tục xuất hiện bên một cô gái xinh đẹp trong những video hàng ngày, cặp đôi chia sẻ ảnh trên mạng xã hội, không khó để thấy từng cử chỉ hành động ám muội. Chính Quan Lê cũng nhiều lần tuyên bố mình và đối phương là một đôi sắp sửa đám cưới, thậm chí gọi cô nàng là vợ tương lai. Cô gái xinh đẹp xuất hiện bên Quan Lê vốn không phải là cái tên xa lạ với khán giả. Đó chính là Hà Thanh Xuân, giọng ca bolero khá có tiếng. Cô chơi thân với khá nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Hoài Linh, Lam Trường. Tuy nhiên, Quan Lê là gần gũi nhất. Thời gian về Việt Nam vừa qua, nữ ca sĩ gần như bám đàn anh 24/24. Phía bên kia, Quan Lê luôn rất thích nhan sắc xinh đẹp của đàn em. Anh cho biết mình sẵn sàng trao toàn bộ tài sản chỉ để chứng minh tình cảm bản thân dành cho cô. Hà Thanh Xuân có thể yêu tôi trên sân khấu, còn tôi có thể yêu Hà Thanh Xuân ngoài đời, giọng ca đập vỡ cây đàn nói. Trong khi đó, Hà Thanh Xuân thì ẩn ý, thời gian gần đây, tôi và Quan Lê đăng tải nhiều clip thân thiết trên mạng xã hội. Nhiều người nghĩ hai đứa chúng tôi đang yêu nhau, có người nói tôi là vợ sắp cưới của Quan Lê, điều này khiến tôi vô cùng bất ngờ. Cô nói tiếp, thực ra bị gọi là vợ sắp cưới của Quan Lê khiến tôi rất vui, vì tôi cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả dành cho hai đứa tôi. Thế nhưng, những người yêu mến cặp đôi này đang khá tiếc nuối khi Hà Thanh Xuân vừa trở lại Mỹ, không còn kề cận Quan Lê. Trong video mới, nữ ca sĩ khiến mọi người choáng ngợp vì cơ ngơi khủng mà của mình sở hữu. Khán giả xem xong phải tấm tắc khen ngợi, tiềm lực kinh tế của cô nàng quả thật không phải dạng vừa. Gia đình Hà Thanh Xuân ở Mỹ rất rộng rãi, có cả sân vườn rộng đến vài trăm mét vuông. Nơi này được tình tin đồn Quan Lê cải tạo, sắp xếp thành chỗ thư giãn và tập nhạc hàng ngày. Đo vóc dáng lẫn gương mặt thì vợ sắp cưới của Quan Lê, nhiều người cho rằng so với Ngọc Trinh quả thật 1910, thậm chí còn được ngưỡng mộ hơn khi không cần phô trương bằng những bộ đồ thiếu trước một sau. Dùng không ăn mặc gợi cảm như Ngọc Trinh, nhưng Hà Thanh Xuân vẫn gây những ấn tượng vì đường cong hoàn hảo, vòng eo kiến của nữ ca sĩ nhận được rất nhiều lời khen trầm trồ. Xin đừng quên ấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tin giải trí.